Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay tôi giới thiệu lại với các bạn về cái cửa thang máy. Vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là có một cái sự cố ở Hà Nội về cái việc là cửa thang máy nó vẫn đóng khi mà có người đi di chuyển vào. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình là một cái cửa thang máy, khi mà nhé ra khi chúng ta giơ tay như này này thì cái cửa nó sẽ phải đóng ra, có nghĩa là nó sẽ không có đóng mà nó sẽ mở ra. Nhưng mà ở trên cái video các bạn nhìn thấy thì nó lại đóng lại, đúng không ạ? Thì rất là nguy hiểm. Thì ở đây các bạn nhìn thấy ở hai bên này có cái thanh photocell, ở trên cái thanh photocell này nó sẽ có các cái cảm biến. Các bạn nhìn thấy các vị trí nháy nháy không ạ? Thì nó sẽ nhận diện từ cửa thanh photocell bên này sang cửa thanh photocell bên kia. Khi mà nhận diện trong cái khoảng cách đấy không có vật thể chắn ngang thì cửa chắc chắn sẽ đóng. Nhưng trong trường hợp mà cửa có cảm vật phía bên ngoài thì cái cửa nó sẽ không có đóng lại.